Tử vi tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Quý Dậu một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ kiên trì, phấn đấu tới cùng. Với sự khéo léo trong giao tiếp, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc, mọi nơi. Tuổi Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai có ý chê bai, họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận điều đó. Tuổi Quý Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Tuổi Quý Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Bước sang một năm mới, thoát khỏi dịch bệnh, thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, mọi thứ của tuổi Quý Dậu dần phát triển hơn trước. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, ngư sự có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, phúc lộc cũng tăng lên đáng kể. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Quý Dậu có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng đón xem vận trình tử vi của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Quý Dậu trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, cấu thành cục diện tam hợp kim cục, xuất hiện tỷ kiên sinh thực thần khá tốt. Chủ đạo năm 2021 tới đây, tuổi Dậu có sự nghiệp không tồi, có lợi cho hợp tác, mưu sự có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, phúc lợi cũng tăng lên đáng kể. Bạn cũng có thể tham gia vào một số hoạt động giải trí ẩm thực, du lịch trong năm nay. Tử vi năm 2021 dự báo tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, năm nay đã 28 tuổi. Năm nay bạn tam hợp thái tuế, cho nên vận trình đi lên, trong mệnh có quý nhân xuất hiện. Hơn nữa, sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thăng chức và theo đuổi tình yêu của mình. Tử vi dự báo năm nay gặp nhiều may mắn và thành công. Bất kể là tình cảm hay công việc đều có đổi mới, quý nhân tương trợ, hiệu suất công việc tăng lên. Năm tới đây, người độc thân còn có thể tính đến chuyện cưới xin, tiền đồ rộng mở thanh thang. Để mọi việc trở nên viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Quý Dậu sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Quý Dậu qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, năm 2021, người tuổi Quý Dậu cấu thành cục diện tam hợp kim cục, xuất hiện tỷ kiên sinh thực thần khá tốt. Ở phương diện sự nghiệp, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều may mắn, công việc tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu năm 2021 dự báo sự nghiệp có một số điều mới, bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm, chức tước cũng tăng lên. Đồng thời, bạn còn có khả năng xuất ngoại, khẳng định vị trí của mình tốt hơn. Tuy nhiên, bạn nên hành động cẩn thận trong giao tiếp giữa các cá nhân để tránh làm mất lòng đồng nghiệp. Năm 2021, tuổi Quý Dậu chăm chỉ học hành để nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó là việc được quý nhân giúp đỡ, cho nên bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp,
vận thế công việc quả thực rất tốt. Tuổi Quý Dậu nếu tự làm chủ hoặc những người điều hành một doanh nghiệp, sự nghiệp cũng có thể phát triển tốt trong năm nay. Bạn có thể tận dụng sự may mắn để xây dựng thương hiệu và giành được sự khen ngợi của công chúng. Trong năm, ngoài có tam hợp thì tuổi còn gặp được bát bạch cùng hợp với thái tuế. Đây đều là hai sao có thể thúc đẩy vận thế sự nghiệp. Tướng tinh là cát thần chủ về sự nghiệp, mà trong sự nghiệp quan vận và tài vận có liên quan mật thiết với nhau. Chính vì thế, về mặt công việc năm nay sẽ có cơ hội phát triển rất mạnh mẽ. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Trong công việc, được bát bạch giúp đỡ, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng, không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng. Thực tế thì công chức phát triển thuận lợi nhất. Bát bạch hợp thái tuế tương trợ. Mọi việc của mệnh chủ tuổi Quý Dậu đều thuận lợi, từng bước lên cao. Nếu như có thể nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, tiền đồ, tương lai càng thêm tươi sáng. Sau một năm đầy khó khăn do thái tuế và dịch bệnh, năm 2021 là thời điểm mà tuổi Quý Dậu gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có quý nhân trợ lực. Để có thể tận dụng thời điểm này và có thể tạo bứt phá cho một năm bị kìm kẹp bởi thái tuế và dịch bệnh, người tuổi Quý Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh sẽ giúp tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí còn giúp chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển công việc, mọi thứ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo sinh năm 1993 trong năm 2021 có tình hình tài chính khá tốt. Phúc lợi và đãi ngộ tăng lên, được quý nhân trợ lực mà có nhiều thu hoạch. Ngoài ra, năm 2021, tam hợp thái tuế, vận may tìm đến. Phần lớn tuổi Quý Dậu vì công việc ổn định, lương thưởng cũng tốt nên tài vận theo đó mà tăng lên. Bản mệnh có thể thông qua việc mở rộng tích cực sự nghiệp cùng sự không ngừng sáng tạo cái mới sẽ tăng thêm thu nhập cho bản mệnh. Một số công việc như khai thác khoáng sản sẽ gặt hái được nhiều thành công, cho nên thu về không ít lợi nhuận. Trong năm tuổi Quý Dậu cần được quý nhân chỉ điểm dẫn lối, bớt đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy. Mệnh chủ Quý Dậu trong năm nay nên dùng cách làm từ từ, chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng, đừng quá nóng vội để giảm nguy hiểm. Mọi sự đầu tư, kinh doanh hay sự nghiệp đều cần sự may mắn và thuận lợi. Để có thể tận dụng được thời điểm và cơ hội sau một năm kìm hãm, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bạn cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân tương trợ, giúp đỡ cho bản mệnh trong mọi kế hoạch phát triển, đầu tư, kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình cảm, tử vi dự báo tuy có cục diện tam hợp nhưng lại không xuất hiện sao đào hoa. Dù sao, nhân duyên của bạn năm tới đây sẽ tương đối tốt. Quan trọng là chúng ta cần phải tận dụng được cơ hội và chủ động trong việc tán tỉnh thì may ra mới có cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu dự báo vận thế năm nay của bạn tương đối ổn định. Người trước mặt là người trong tim, cho nên cần phải nhanh chóng theo đuổi. Trái ngược với sự rụt rè của năm trước, năm 2021, tuổi Dậu mạnh mẽ theo đuổi, chính vì vậy mà sẽ nhận được quả ngọt. Thậm chí cuối năm nay có thể lập gia đình với người yêu của mình. Còn đối với những người gia đình thì bạn và người ấy nên ngồi xuống tâm sự và trò chuyện nhiều hơn để hai người có thể thấu hiểu nhau trong chặng đường và kế hoạch sắp tới. Bởi một gia đình ổn định sẽ là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp của bản mệnh. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với người khác giới xuất hiện xung quanh. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, năm 2021, Tân Sửu người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cấu thành cục diện tam hợp kim cục, xuất hiện tỷ kiên sinh thực thần khá tốt. Sức khỏe ổn định, không có gì đáng lo ngại. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể.
Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý. Tuổi Quý Dậu, đại đa số đều có khí lực cường tráng. Tuy nhiên, cần đề phòng một số hung tinh là phi liêm, huyết chi mang đến một số vấn đề về sức khỏe. Bạn cần chú ý để tránh mắc các bệnh về hô hấp, tiết niệu, dịch bệnh và một số tai họa ngầm mà chúng ta không thể nào lường trước được. Tử vi khuyên bạn trong cuộc sống nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Lái xe phải chú ý đến an toàn giao thông, không được phạm luật, nếu không sẽ gây lên những tai họa bất ngờ. Ngoài ra, bản mệnh cần hết sức tránh đi du lịch xa hoặc là hoạt động thám hiểm bên ngoài có thể mang đến bất trắc. Trong năm, bản mệnh nên chú ý chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.